Chào mừng các ông đã trở lại với podcast Truyện Ngắn của Bụi. Thì không biết cái chương 1 á, thì các ông có cảm nhận như thế nào về nội dung hay là giọng đọc hay là bất cứ cái thứ gì? Thì cũng rất mong nhận được cái ý kiến đóng góp của các ông. Và đây là chương 2. Nhọc nhằn kiếp sống không nhà, áo cơm xứ xa, đôi chân giờ mỏi mệt. Cha ơi, mẹ ơi, con mơ điều giản dị, nắm tay hát ca. Và đó là một vài câu hát ở trong bài Cho con được trở về của quái vật tí hon. Trên đường chỉ còn lại mình nó với con đĩ click đít đỏ. Chúng nó như con thiêu thân lao trên mặt đường hun hút. Phía trước chỉ có trời và cái nắng tróc da của ngày đầu tiên. Nó đi trong hân hoan, trong cái khát khao được về lại với tuổi thơ tật nguyền của nó. Nơi đó có lũy tre, có con sông cong vẹo giữa cánh đồng bao la. Về với điều đẹp nhất của nó ngày hôm qua, chúng nó đi như quên luôn cái rát của những hạt mưa thốc thẳng vào mặt liên tục hơn 300 cây số. Đến chân đèo Hải Vân, nó sững người lại nhìn qua bên nớ, rắn mà hằng mịt mơ vào chân. Sương mù hay mây mà một màn trắng xóa túm lấy cái chóp núi, nó lại lao đi, mạch nó lại được hứng cái tinh túy của đất trời ran rát. Nhìn qua bên kia vực, chỉ thấy một màu trắng bồng bềnh. Và bên kia đèo, mưa còn rã rích. Thêm cái lạnh đã giảm đi vài độ, căm căm, tê dại. Bàn tay nó chuẩn bị tê, chân run, tiếng bô xe vẫn hùn hùn. Gió vẫn ù ù bên tai, 6 tiếng liên tục. Chúng nó lết được hơn 100 cây số. Ngày cuối cùng xem Google Maps thì còn đúng 283 cây là đích đến đầu tiên của nó. Quảng Bình chào nó bằng cái giác mạc bị đục do thời tiết quá lạnh. Nhìn đâu cũng thấy sương, dù trời trong mà rét kinh khủng. Qua đèo ngang, cơn mưa phùn kiểu Bắc, thêm cái lạnh 5 độ. Chúng nó như rung lên điên dại, cả xe và người. Đường thì vắng teo. Nó háo hức khi thấy chiếc xe biển 60 qua mặt, nghĩ bụng, á đù, có thằng khùng giống mình xoài. Cũng bộ đồ đường dài như nó, đoạn cuối đường đi nó có bạn, cũng là một cặp, một xe, một người. Rồi nó tiếp tục hơn 100 cây số nữa giữa cái thời tiết mát muốn đông cứng, đến cái hy vọng điên cuồng về với cái tuổi thơ thật đẹp của nó. Rồi giật mình, trời có lạnh đến mức nào đi nữa cũng không lạnh bằng cái lạnh miệng nắng ấm. Nó về trong hoang dại, mọi thứ đổ vỡ hoang dại, 3.200 cây số hoang dại. Chẳng về được chuẩn bị từ 29 Tết, trong khi nhà nhà sửa soạn đón giao thừa, thì nó lại chuẩn bị cho cái chuyến đi dài. Tết người ta sum vầy đoàn viên, thì chiều mùng 1 Tết nó phải lên đường chia năm xẻ bảy cái hình hài của nó. Đoạn nó nhớ lại thằng cháu, nghe nó gọi cậu ơi mà phải giấu đi cái nghẹn nghẹn. Bế nó đi chơi mà nó nằm gọn trong lòng, đầu tựa sát vào ngực cậu như chó con. Nhìn nó mà cứ như thấy mình hơn 20 năm trước. Mặt mày lem nhem, mũi dãi lầm thầm, hai má hồng hồng vì cái lạnh. Cậu cháu cứ rỉ rả với nhau, con là con của ai hè? Dạ con mẹ Lan. Vậy con thương ai nhất? Dạ mẹ Lan. Rồi chở nó đi lòng vòng trong làng, cậu đi đường này này. Ngày đi, còn ra ôm nó một phát mà em tí khóc. Mới hơn 3 tuổi chắc nó chưa hiểu gì đâu. Hy vọng những ngày sau của nó sẽ đẹp hơn cậu nó ngày hôm qua. Rồi nó thấy mình vẫn đứng trong chân một mình như hơn 20 năm qua. Nhưng cũng có một vài niềm vui nho nhỏ chợt tắt giữa đoạn đường. Sau chặng đường dài sẽ chẳng giữ lại gì đâu. Những gì gọi là yêu thương nhất, sợ ngày nào đó tất cả lại rủ nhau bỏ đi hoang dại.
Thế thôi, cuộc đời vẫn trôi. Những gì còn lại sau 3.200 cây số hoang dại là kẻ rong chơi, chẳng bao giờ đến đích, thích thì dừng, hứng lại đi thôi. Cuộc đời lang thang phiêu du đó đây, bụi đường bên ta nuôi những giấc mơ. Mây trên cao bay cùng ta bao ngày, rừng xanh lưu vết bánh xe giang hồ. Nụ cười trên môi có lúc đắng cay, giọt lệ trên mi có lúc rất tươi. Quên đi buồn lo hồn nhiên ta cười, trời mây non nước đón ta lên đường. Kìa mây xanh, kìa nắng xanh, rừng thông xanh, màu mắt xanh. Ngày qua nhanh, và trái tim ta vẫn còn xanh. Vòng xe quay, và trái đất quay, đời loay hoay với ngày tháng say. Người đâu hay, những phiêu linh vẫn còn đây. Ok, và chờ tiếp chương 3 ha. Thì cũng cảm ơn các ông đã donate. Thì tôi chỉ cảm ơn chung chung vậy thôi, chứ tôi không có đem thông tin của mọi người lên cái channel của tôi đâu. Thì dù sao đó cũng là cái thông tin cá nhân của mọi người, thì khi mà đem lên lỡ có chuyện gì phiền phức lắm. Ok, và cảm ơn rất nhiều đã coi, đã chia sẻ và đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở chương 3. Chương 3 này thú vị nè.